Bên cạnh có nhiều tổ chức đơn vị doanh nghiệp cá nhân tích cực đóng góp tiền, hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay xuất hiện một số trường hợp thông qua lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, lấy danh nghĩa cá nhân đến các cơ quan, đơn vị và hộ dân để vận động với mục đích vụ lợi cá nhân, tạo dư luận không tốt trong cộng đồng xã hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dân đề cao cảnh giác, tránh để các cá nhân lợi dụng danh nghĩa mặt trận để đi vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 đề nghị ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các huyện thị xã thành phố thông báo cho mặt trận cơ sở biết nếu phát hiện trường hợp tương tự bảo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tây ninh